Lớp chúng ta cùng nghe cô giáo Mỹ Trang sẽ trình bày cái phần thực hành của hôm nay, mở đầu cho ba người trong lớp mình. Xin giới thiệu sơ Dạ Kiều Trang. em chia sẻ màn hình nha thầy. Rồi, anh chị sẽ ngồi đây. Dạ, em xin kính chào toàn thể các thầy cô ạ. Thầy ơi, thầy có nghe em nói không? Nghe rất rõ. Nghe rất rõ số trang. Dạ, bây giờ em xin mời quý thầy cô cùng chơi với em một trò chơi. À, thầy ơi, em xin nói là cái trò chơi này của em nó cũng gắn liền luôn với cái tiết dạy của em luôn đó thầy. Cái đối tượng dạy của em hôm nay là quý phụ huynh trong lớp, quý phụ huynh của lớp học mầm non Lớp Lá. Em đang gặp buổi gặp gỡ quý phụ huynh của lớp học mầm non chuẩn bị ra trường đó thầy. Dạ hôm nay giờ em bắt đầu thầy nhé. À, xin kính chào toàn thể quý phụ huynh đã có mặt trong lớp của chúng ta hôm nay. Thì bây giờ sơ có một trò chơi nho nhỏ, nhỏ. Xin mời quý phụ huynh cùng chơi với sơ. Trò chơi này thì lần họp phụ huynh trước sơ cũng có chơi với, cũng đã có tổ chức cho quý phụ huynh chơi một lần rồi, và cũng có một số phụ huynh đã biết cách chơi. Thì bây giờ sơ xin mọi người ai đã biết cách chơi thì cùng chơi với sơ, còn ai chưa biết cách chơi thì chúng ta cùng xem qua cách sơ và mọi người, những thầy phụ huynh đã chơi rồi đó thì chúng ta sẽ cùng chơi với sơ nhé. Trò chơi có tên là Ai là người có lỗi, và trò chơi này á thì cũng có một cái tên rất là dễ thương, đó là nhịp cho đều. Nhiệm vụ của mọi người rất là đơn giản, mọi người chỉ cần mỗi người chuẩn bị cho sơ trong đầu một cái tên, tên của bất cứ ai trong học viên trong lớp của chúng ta, và ở đây sẽ có một đoạn đối thoại. Thì ai là người chủ sự, người chủ sĩ với người sơ là người chủ trì cuộc chơi thì sơ sẽ là xanh lá cây, và còn người mà được sơ gọi tên sẽ là màu xanh nước biển. Chúng ta chỉ việc thế cái tên vào trong những cái dấu chấm này mà thôi. Đó là cách chơi, còn luật chơi thì cũng rất là đơn giản, mọi người chỉ việc nhịp cho đều là được. Vì là nhịp cho đều cho nên nếu ai không nhịp đều thì người đó sẽ bị thua, hoặc là có một hình phạt rất là đơn giản, đó là tặng cho lớp mình một bài học, một bài hát vào cuối tiết học của chúng ta nhé. Rất mong chờ được nghe giọng hát của mọi người đó ạ. Và bây giờ thì sơ xin mời một vài bạn có thể giúp sơ cùng với sơ chơi trò chơi này trước được không ạ? Sơ đã thấy một cánh tay giơ lên, đó là sơ Cao Hà. À, và đó là cô Cao Hà, đó là cô Văn Uyên. Vậy bây giờ chúng ta cùng chơi thử nha. Mọi người ơi, tay mọi người đâu rồi? Mọi người cùng gõ xuống bàn với sơ nha. Nhịp là nhịp chơi đều, nếu ai không nhịp là người có tội trong cuộc chơi này. Hà là người có tội trong cuộc chơi này. Hà sao? Chính là Hà. Không phải Hà. Thế thì ai? Tên là người có tội trong cuộc chơi này. Uyên sao? Chính là Uyên. Không phải Uyên. Thế thì ai? Vân là người có lỗi trong cuộc chơi này. Vâng sao? Ơi, mọi người mở mic lên đi ạ. Dạ. Chính là Vân. Không Không phải phải Vân. Vân. Thế thì ai? Lân là người có tội trong cuộc chơi này. Sao? À, thầy Luân Lân ơi, sao? đã Lân chơi sao? với thầy Luân rồi, nhưng mà thầy Luân không đúng nhịp Lân nha. sao? Chính là Chính là Lân. Không phải Không Lân. phải Không phải Lân. Lân. Thế Thế thì thì ai? ai? Lân là người có tội trong cuộc chơi này. Anh sao? Sao? Chính Chính là là không phải anh. thầy Thế Luân thì ơi. ai? Thế thì À, ai?
Không thấy thầy Luân tương tác được rồi. Vâng, À, có à, mọi người vậy nghe là rõ là mà. bây giờ Nghe chúng hơi. ta, mọi người ơi, chúng ta cứ cùng nhau mở mic đi ha, và chúng ta sẽ cùng chơi lại thêm một lần nữa nha. Lần này thì nếu mà ai mà không vô đều nhịp thì người đó chính thức sẽ bị thua nha, và sẽ tặng phải Yes. tặng lớp một bài hát vào cuối giờ đấy. Yes. Tôi bắt đầu lại nha. Nhịp là nhịp chơi đều, nếu ai không nhịp là người có tội trong cuộc chơi này. Minh Nguyệt là người có tội trong cuộc chơi này. Nguyệt sao? Chính là Nguyệt. Không phải Không Nguyệt. phải Nguyệt. Thế thì ai? Là Bích đó. À, Bích là sao người Nguyệt có tội. ơi? À, cô Minh Nguyệt ơi, cô Minh Yeah. Nguyệt đã sai nhịp rồi. Yeah. Mong chờ giọng hát của cô Minh Nguyệt vào cuối giờ nha. Mọi người chơi thêm một lần nữa nhé. Yes. Nhịp là nhịp chơi đều, nếu ai không nhịp là người có tội trong cuộc chơi này. Tài là người có tội trong cuộc chơi này. Chính là tài. Không, Là không tại sao? À, chính là tài. Tài Không không phải phải tài. thế thế thì thì ai? ai? Dạ thế. Thế thì à, trời ơi, Trời ơi, tài luôn. Tài hát đi tài. Thật là mong chờ giọng hát của bạn Tài vào cuối tiết này nha. Xin cảm ơn mọi người đã chơi rất Xin là tích mời. cực ạ. À. À mọi người ơi, qua trò chơi vừa rồi thì không biết là mọi người có cảm nhận gì về trò chơi, hoặc là có những có suy nghĩ gì về trò chơi này, thì mọi người có thể cho sơ một chút ý kiến được không ạ? À? Mọi người có cảm nhận như thế nào về trò chơi, hoặc là có suy nghĩ gì về trò chơi? Mọi người có thể ghi vào phòng chat và hoặc là giơ tay nói cho sơ. Vâng, xin mời sơ Cao Thị, mời cô Cao Thị Xuân Trang ạ. À. Em thấy trò chơi này rất là dễ thương. À, nó có một chút nhịp trong người nhưng mà nó cũng là một cái sự hòa điệu. Nếu mình không có lanh thì mình sẽ, thứ nhất là nó chật cái nhịp đi, thứ hai là nó Quen. lúng túng. Em nghĩ là cái trò chơi này vừa cái gì Đóng cần cửa sự nhanh lanh nha. lẹ mà nó vừa sự hòa điệu, rất là dễ thương. Vâng, cảm ơn cô Thuân, cô Sơn Trang ạ. À. Vâng, xin mời cô Cao Hà. Dạ thưa thưa sơ thì em nghĩ nếu mà cái trò chơi này đối với chúng ta thì nó rất là vui, nhưng mà nếu mình giả sử như mình áp dụng cho trẻ thì có thể vô tình mình sẽ tập cho cái trẻ cái tính nó, các em nó sẽ đổ lỗi với cho nhau, và cái đó thì em nghĩ nó không có tốt cho các trẻ ạ. À vâng, cảm ơn sơ Cao, cô Cao Hà. Vậy mọi người ơi, mọi người à, em thấy ở đây có rất nhiều ý kiến này rất phù hợp với phụ huynh. Trò chơi thú vị, vui loạn luyện phản xạ, à, trò chơi hấp dẫn thú vị. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. À. À, trò chơi này không được đãng trí và cũng không được ngủ gục nữa. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, qua trò chơi vừa rồi thì chúng ta cũng nhận ra một cũng là một trò chơi vui, nhưng mà ở đây sơ cũng có một thông điệp nho nhỏ muốn gửi tới mọi người. Đó cũng là một vấn đề mà có thể quý phụ huynh của chúng ta ở đây ai cũng nhận ra, nhưng mà và nó cũng đang khá là phổ biến trong cách nuôi dạy của chúng ta qua đó là việc các em nhỏ của chúng ta đó, như sơ Cao Hà nói, đó là các em nếu mà được chơi trò chơi này thì các em cũng có thể sẽ là đổ lỗi cho nhau. Các em không à, vì trò chơi có tên là ai là người có lỗi, cho nên người này sẽ đổ cho người kia và người kia sẽ đổ cho người nọ, và thế là không ai nhận ra cái lỗi của mình đó. Thật ra thì trò chơi thì khá vui, nhưng mà cũng có một thông điệp nho nhỏ gửi tới quý phụ huynh hôm nay. Và đó cũng là đề tài cho bài học của cho bài chia sẻ của sơ hôm nay đến quý phụ huynh. Đó là xin quý phụ huynh đừng quên dạy con dũng cảm nhận lỗi và nói lời xin lỗi. Vâng, trong quá trình nuôi dạy con cái của chúng ta thì chắc chắn là không ít lần quý phụ huynh của mình đã phải đứng ra để giải quyết những mâu thuẫn, những vấn đề tranh chấp sai lỗi của của con cái mình. Vậy có bao giờ quý phụ huynh chúng ta đặt câu hỏi, thử đặt ra câu hỏi, đó là nguyên nhân do đâu
Nguyên nhân do đâu mà con cái của chúng ta không dám dũng cảm nhận lỗi, không dám nói lời xin lỗi? Mọi người có bao giờ nghĩ đặt câu hỏi này chưa? Nếu mọi người chưa bao giờ đặt câu hỏi này thì hôm nay đây chính là cơ hội để chúng ta cùng đặt ra câu hỏi thử xem tại sao, nguyên nhân do đâu mà các em con cái của chúng ta lại không dám nhận lỗi của mình và can đảm để nói lời xin lỗi. Xin mọi người có thể cho sơ một vài nguyên nhân được không ạ? Nếu mọi người có thể biết ạ. Vâng, sơ đã thấy phụ huynh đầu tiên đó là sợ bị phạt, sợ bị la mắng. Còn nguyên nhân nào nữa không ạ? Nguyên nhân sợ do lứa tuổi muốn chứng tỏ bản thân, sợ bị la, do nếp sống của môi trường gia đình. Vâng, ở đây có rất là nhiều những nguyên nhân mà quý phụ huynh đã đưa ra. Thì ở đây sơ cũng xin góp vài nguyên nhân để làm rõ về cái vấn đề này. Sơ xin góp thêm một vài nguyên nhân để làm rõ cái vấn đề mà chúng ta đang tìm hiểu. Sơ xin có một nguyên nhân thứ nhất đó là do sự nuông chiều. Có một số phụ huynh của chúng ta rất 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 là ngại khi con mình khóc lóc đòi vòi vĩnh nè, hoặc là có nhiều khi là có những phụ huynh thì yêu thương con quá mức, cho nên là dẫn đến tâm lý của các bé sẽ được hình thành khi các bé nhận có lỗi thì được ba mẹ bao bọc, cho nên là các bé sẽ tự nghĩ rằng mình không có lỗi, ba mẹ bảo như vậy mà, và từ đó về sau các bé sẽ không dám nhận dũng cảm nhận lỗi nữa. Nguyên nhân thứ hai mà sơ tìm hiểu thì đó là do các bé sợ. Vâng, nãy giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về cái chữ sợ này. Các bé sợ bị nhiều phụ huynh của chúng ta có lối dạy con đó là thường, mỗi khi các bé làm sai lỗi thì các sẽ đánh phạt này hoặc là la mắng, cho nên từ đó hình thành ra cái tâm lý sợ của các bé. Giống như câu chuyện của Mít Hằng đã từng kể cho chúng ta, đó là câu chuyện bên ly cà phê đó. Khi mà đứa con làm sai lỗi, người cha thay vì bình tĩnh thì lại quát mắng, và thế là cậu bé thay vì xin lỗi thì lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà. Đó cũng là lý do, một trong những lý do mà các bé không dám nhận lỗi. Nguyên nhân thứ ba đó là do văn hóa đổ lỗi. Vâng, các bà các mẹ của chúng ta có một thói quen rất là dễ thương, đó là khi mà con mình té, con mình ngã, con mình đau thì cái bàn này làm con bà đau nè, cái nền nhà này làm bé Binh té nè, và từ đó về sau các bé sẽ hình thành cái thói quen đó, thói quen không nhận lỗi nhưng mà đổ lỗi cho cái bàn, cái ghế và tất cả những gì mà các bé có thể đổ lỗi được, và cả bạn bè mình nữa. Và một nguyên nhân nữa mà sơ tìm hiểu được đó là do với cha mẹ không làm gương. Vâng, người lớn chúng ta rất là ngại nói lời xin lỗi, đặc biệt là trong gia đình, giữa cha mẹ với nhau này, giữa con cha mẹ với con cái nữa, cũng rất là ngại nói lời xin lỗi, cho nên hình thành cho các bé thói quen cũng như vậy. Khi các bé ra xã hội gặp làm sai lỗi, các bé cũng không biết đó là việc sai và cũng không dám nhận lỗi của mình, không dám nói lời xin lỗi. Vậy nếu như không được gia đình nhận biết, không được giáo dục nhận biết lỗi sai của mình và can đảm nhận ra lỗi sai của mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho tương lai của các em? Chuyện gì sẽ xảy ra tới mọi người? Sơ xin mời mọi người sơ xem qua một đoạn clip nhỏ để cùng tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra với các em nếu như các em không được giáo dục đúng cách nhé. Vâng, thưa mọi người. Đạt đến mức sinh bệnh nhưng cuối cùng thì mẹ cũng trả nợ cho con. Năm con 35 tuổi, khi con biết mẹ đã không còn đồng nào trong người, con đã đi cướp của giết người. Cuối cùng con đã biết mẹ đã vì yêu con mà hết lần này đến lần khác cướp đoạt đi cơ hội trưởng thành của con. Hết lần này đến lần khác bóp chết năng lực sinh tồn của con, lấy đi trách nhiệm với cuộc đời của chính con. Vâng, cảm ơn thầy Luân rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý phụ huynh, sau khi nhận biết rõ những hệ quả sẽ xảy đến cho con cái chúng ta nếu chúng ta quên đi cách dạy các em nhận lỗi và xin lỗi, thì đây, ngay bây giờ, ngay chính lúc này,
Đây chính là nhiệm vụ của chúng ta, mỗi người phụ huynh chúng ta cũng phải biết cách làm thế nào để dạy cho chúng con cái chúng ta can đảm nhận lỗi và dám nói lời xin lỗi. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Xin mời quý phụ huynh có thể cho Sơn một vài cách để có thể dạy cho con cái chúng ta can đảm nhận lỗi và nói lời xin lỗi. Mọi người có cách nào hay nào xin có thể chia sẻ với Sơn và quý phụ huynh ở đây được không ạ? Xin mời mọi người có thể chia sẻ vào phần chat box hoặc là có thể giơ tay và nói với Sơn ạ. À, Sơ thấy có một vài ý kiến đó là chủ động nhận lỗi khi ba mẹ sai lầm với con, người lớn phải nêu gương cho trẻ, làm gương cho con. Vâng, cha mẹ làm gương, cha mẹ dạy con nhận lỗi từ việc nhỏ nhất. À, cha mẹ làm gương cho con. À, làm gương khen ngợi hành động đúng, thầy Gia Luân nói. À, giáo dục con chịu trách nhiệm. Vâng, xin cảm ơn quý thầy cô rất quý phụ huynh rất nhiều đã đưa ra những ý kiến. Và ở đây thì Sơ cũng xin góp một vài ý kiến nho nhỏ để cùng chúng ta cùng nhau có những cách nuôi dạy con, cách giáo dục làm sao để các bé có thể dũng cảm nhận lỗi. À, cách mà thứ nhất mà Sơ đưa ra đó là chúng ta hãy luôn khách quan. Cha mẹ luôn khách quan trong mọi trường hợp, thay vì bắt trẻ nhận lỗi và bắt trẻ phải nói lời xin lỗi liền, thì cha mẹ có thể trong nếu cha mẹ khách quan thì các trẻ sẽ giúp cho trẻ sự bình tĩnh nè, và trẻ sẽ không thấy mình bị oan khi mà bị bắt nhận lỗi như vậy. Và một khi bố mẹ xử trí công tâm thì tin rằng trẻ lúc đó trẻ sẽ tự nguyện dũng cảm nhận lỗi của mình. Một cách thứ hai và việc chúng ta phải làm thứ hai đó là rèn luyện từ sớm. Não của trẻ thì có khả năng ghi nhớ và sao chép rất là vượt trội tất cả những gì chúng các em nhìn thấy và nghe thấy. Vì thế Trang là ơi, khi cô mà Trang ơi, chúng ta phải kiểm soát thời gian ạ. Dạ vâng ạ. Cô chốt nhanh cho vào 1 phút đi ạ. Và thứ ba đó là giúp trẻ hiểu đúng về lời xin lỗi chân thành ạ. Và thứ tư mà phương pháp thứ tư mà có thể chúng ta sẽ áp dụng được đó là dạy trẻ biết cách nhận lỗi như thế nào ạ. Và thứ năm nữa thì chúng ta sẽ khen ngợi khi trẻ biết nói lời xin lỗi. Và thứ sáu đó là phương pháp đó là bố mẹ phải làm gương cho trẻ trong việc nói lời xin lỗi và xin lỗi ạ. Và qua 6 cách vừa rồi thì chắc chắn là quý phụ huynh chúng ta cũng sẽ có một cái áp dụng, hy vọng rằng quý phụ huynh chúng ta sẽ áp dụng được trong cái cách dạy con của chúng ta. Và đặc biệt như thông điệp vừa đầu ngay đề bài Sơ đã nói, xin quý phụ huynh đừng quên, nhưng xin hãy luôn nhớ dạy con mình dũng cảm nhận lỗi và nói lời xin lỗi ạ. Và đó cũng là thông điệp mà bài chia sẻ mà Sơ muốn gửi đến quý phụ huynh hôm nay. Cảm ơn quý phụ huynh rất nhiều. Vâng, cảm ơn quý thầy cô. Cô Phượng ơi, cô chưa bật mic. Cô Phượng ơi, cô chưa bật mic. Mời cô Phượng. Xin mời cô Phượng. À, cô Trang à. Dạ. Em được thời gian của em là đến khoảng 8:03 thì là kết thúc. Nhưng mà vì cô giáo thấy em quá say sưa, cô cũng không nỡ. Thế và bây giờ là em thời gian của em quá khoảng hơn 5 phút. Thế bây giờ cô cũng muốn là một bạn ở trong lớp mình hãy nhận xét cho cái giờ giảng của cô giáo Kiều Trang nhé. Xin mời các bạn. Nói chúng ta nói ngắn thôi, một điểm tốt và một điểm cần thay đổi thôi. Các bạn ơi, Phạm Trang nào, cùng nhau tên là Trang nào, Trang nữa nào. Xin mời Phạm Trang. Em chào cô và cả lớp. Em thấy đề tài rất là hữu ích, hợp với đối tượng phụ huynh. Và cái slide sơ từ Trang làm rất đẹp. Và nội dung có bố cục cũng hay. Và logic
điều là chỉ một điều là kiểm soát thời gian thì xin kiểm soát nha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Phạm Trang. Yeah. Tôi đưa ra vài nhận xét thật ngắn thôi. Cái thứ nhất là cái chủ đề thì nó một cuộc họp phụ huynh cũng rất là thú vị. Vì tôi nghĩ rằng là một trong những cái cách mà để dạy con người nói chung ấy, thì là giáo dục này phải kết hợp cả gia đình, nhà trường và xã hội. Thì đây là chính là một cái cách bạn đang làm giữa kết hợp giữa nhà trường với gia đình. Thì đấy là một cuộc họp phụ huynh rất là bổ ích. À, cái điểm thứ hai tốt của bạn là cái gương mặt là rất là tươi. Từ đầu cho đến cuối, tươi tắn, nụ cười luôn nở trên môi. Thứ hai nữa là khi mà tổ chức trò chơi, bạn phổ biến luật chơi rất là rõ. Thế cho nên ai cũng biết chơi. Đấy, và cái dùng cái trò chơi đó để bạn dẫn nhập vào bài giảng. À, nó phù hợp với cái chủ đề của bạn. Tức là bạn muốn khuyên người ta cái cách là thông qua trò chơi đó truyền đi một cái thông điệp là đừng đổ lỗi cho người khác, phải biết cách nhận lỗi. À, biết nhận lỗi, biết nói lời xin lỗi. Thế cũng đó cũng là một cái cách mà dẫn nhập nó phù hợp. Cái điểm tốt thứ ba của bạn tức là bạn sử dụng cái yếu tố trực quan rất là tốt, trực quan cho bài giảng. Thế và mặc dù bạn chưa hoàn toàn sử dụng phương pháp trực quan hóa, tức là sử dụng cái hình ảnh trực quan để giảng, nhưng mà bạn trực quan hóa bài giảng rất là tốt. Cái hình ảnh slide rất đẹp thì tôi cũng rất là ưng. Một điểm nữa là cái giọng nói của Kiều Trang ấy, giọng nói rất là truyền cảm, rất là dễ nghe, rất đi vào lòng người. Một cái điểm tốt nữa của bạn là em đã dùng các cái kiến thức thực tế để em cảnh báo cho mọi người biết, nếu như mà chúng ta nuông chiều trẻ, nếu chúng ta cứ đổ lỗi cho những cái gì xảy ra xung quanh thì đều là bàn, nào ghế, nào giường, nào tủ đều là kẻ có lỗi đối với đứa trẻ, thì về sau lớn lên nó sẽ rằng là nó sẽ không có một cái lỗi gì cả. Đấy. Thế thì em đưa ra một loạt các cái dẫn chứng thực tế, thì tôi cũng rất là thích cái bài giảng nó cứ thực tế như thế, rất sống động. Nào là video về thông tin những cái con số về những vị trẻ vị thành niên phạm tội, thế rồi là một bức thư gửi của kẻ tử tù gửi cho mẹ. Thế mặc dù yêu thương người mẹ hết mực, thế nhưng mà không ngờ cái sự yêu thương đó lại làm con dẫn đến sự lầm lỗi. Thế và cuối cùng là bạn tương tác với người học là thế làm như thế nào để có thể để cho trẻ có thể biết là cần phải nhận lỗi và biết nói lời xin lỗi. Thế tôi nghĩ là đây một cái mạch, một cái bố cục của bài nó rất là hợp lý. Thế thì còn thì phương pháp như vậy tôi thấy ổn rồi. Làm sao mọi người học cứ tương tác với bạn là được, cả lớp sôi động từ đầu đến cuối là được. Nhưng chỉ có một điều tôi không thích lắm, bạn dùng cái từ là văn hóa đổ lỗi, thì tôi không thích cho dùng cái đặt văn hóa cạnh cái chỗ đổ lỗi, bởi vì bản thân từ văn hóa nó là đẹp. Văn là đẹp, hóa là biến đổi nó, thay đổi nó, làm cho nó ngày càng đẹp hơn, càng hoàn thiện hơn. Thế cho nên chúng ta nói văn hóa đổ lỗi, hóa ra lỗi, cái việc đổ lỗi là một cái thứ văn hóa, thì có lẽ là lần sau mình dùng cái từ khác. Thế cũng giống như chúng ta thường hay nói quen miệng là văn hóa phẩm đồi trụy, rồi văn hóa đen, tôi không hoàn toàn thích cái cách dùng như thế. Bởi vì bản thân cái từ nó văn hóa nó là từ đẹp mà. Thế bây giờ mình lại gán cho nó những cái từ, những cái hành vi, rồi những cái tính chất nó không được đẹp nữa. Thế thì vậy thôi, chỉ có một cái điều như thế thôi. Còn thì thực ra tôi rất là thích cái bài này. Từ đầu đến cuối tôi vô cùng thích. Cảm ơn bạn. Em cảm ơn cô ạ. Em cảm ơn cái thầy cô rất nhiều ạ. Rồi, rất hay. Cảm ơn bạn. Bạn Luân, bạn ấy nói với em là cái trò chơi nó quá dài. Thế nhưng mà chắc là bạn là người thư giãn đúng không? Đúng. Bạn Luân ạ. Cô giáo Kiều Trang của chúng ta là nhận nhiệm vụ là thư giãn cho cả lớp sau giờ giải lao. Thế nhưng bạn ấy nói rằng bạn ấy đồng thời dùng cái trò chơi đó nó gắn kết với cái bài giảng luôn. Thế cho nên chúng ta, cô giáo không tính cái giờ trò chơi của bạn ấy vào trong cái bài giảng. Cho nên bạn mới có được phép làm đến 8 giờ 3 phút. Cô đã trừ rất đầy đủ rồi. Phùng Gia Luân yên tâm nhé. Rồi xin mời bài giảng thứ hai. Xin mời bài giảng thứ hai ạ. À.